Cục thuế Hà Nội vừa thông báo qua tin nhắn tới 13.422 chủ tài khoản của cá nhân kinh doanh trên các mạng xã hội tại Hà Nội để tự rà soát, xác định kê khai nộp thuế. Cục thuế sẽ phối hợp với Sở Công Thương, các nhà mạng để quản lý qua công nghệ thông tin. Các giao dịch sẽ được cơ quan thuế kiểm tra, xác minh, kể cả trường hợp thanh toán trực tiếp, thanh toán qua hình thức khác. Trước đó, Cục thuế đã ra văn bản thông báo hướng dẫn việc đăng ký, kê khai đối với các cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Động thái trên đưa ra trên cơ sở đề án quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử được xây dựng từ cuối tháng 3 năm nay.